tốt, rất đực nha cả nhà, bùi già này nè. Ha, phải đực này cũng nhỏ cả nhà, rất hơn đó, hốt ít cái nha cả nhà. Rồi, mình cũng xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Hôm nay mình đi tiếp tục mình đi sôi nữa nha cô chú anh chị. Giấc này mình ơi lại tới động. Cái này khoảng cỡ 8 giờ mấy, 9 giờ rồi đó cả nhà. Mình mới có xuống tới đây thì mình đã thấy có con ếch nó hợp xuống đây rồi cả nhà. Nó nằm ở trong cái cục đó. Mình đi kiếm chiều giờ mới thấy được cái cánh đồng này mới lên nước nó cả nhà, nó nằm này. Đó, rất đực này cả nhà, cũng hơi trọng. Rồi, ngày mới mình cũng không quên chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi, tối nay mình sôi ở đây nha cả nhà. Và chừng nào còn có ếch nữa mình quay lại cho cả nhà mình xem nữa nha. Thấy đằng trước con còn ếch nha cả nhà. Nó bình biển đặc khô rồi. Đây nè cả nhà. Ít cái nha cả nhà. Cái gà sớm quá. Gà cái miếng đất khô nè cả nhà. Dài dài khu bên đó nó mới lên nước luôn. Khu bển nãy. Cũng có đèn quằn quá cả nhà. Đèn người ta quằn nhiều. Đó, được nghe một con nữa nha cả nhà. Rồi, đang lát nữa. Chừng nào có ếch nữa mình quay lại cho cả nhà mình xem tiếp nữa nha. Thấy hôm trước con còn hết nữa nha cả nhà. Nó lên đây cái miếng đất khô này nè cả nhà. Rồi. Ui, nó nhảy tuốt trước rồi cả nhà. Ếch thì nhát, sợ luôn. Nè, nhảy nó đi. Đây nè cả nhà. Ếch cái nha cả nhà. Bây giờ ếch cái gà sớm á cả nhà. Bây giờ mấy miếng đất bên kia có một miếng bên kia có nha, dày chút xíu à, lên nước đèn quằn quá chịu quằn bên đó đó cả nhà. Thôi mình đi dài 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 ra đây mình kiếm mấy con ếch khô lắm. Rồi đây chừng nào có ếch nữa mình quay về cho cả nhà mình xem nữa nha. Thấy chưa, con còn ếch này cả nhà. Ui, nó nhảy ra bên đất khô mà cả nhà, đâu không biết. Đây là cả nhà,
nhảy nè, nhà thấy nó nhảy không, mập rồi. Đây là cái nhà đốt rất đực nha cả nhà. Bên đó nãy giờ quằn chưa đi nữa cả nhà, đèn nó đó cả nhà, đèn dưới đó đó, quằn nãy giờ miếng đất đó mình đó đó, dưới bên đây nè cả nhà, dài dài này có miếng hai miếng đất có nước mà vắng. Ô, đèn quằn quá trời luôn, mình bỏ cho quằn mình qua đây luôn, mình cũng thèm tục lo luôn á cả nhà, đi dài dài qua bên đây luôn. Đó, được còn nữa nha cả nhà, hết đực rồi, đang hồi có ếch nữa rồi mình quay cho cả nhà mình xem nữa nha. Thấy hôm chưa cũng còn nữa nha cả nhà. Đâu không biết, ở đây nè cả nhà, nó trốn trong cái bụi gà này nè. Cái đực này cũng nhỏ á cả nhà, cái đực đó. Nãy giờ mấy cái khu này khu khô vậy á cả nhà, mà nó cũng gai mấy tại giờ nó quằn bên đó đó tục bánh. Nãy giờ không có miếng đất nhỏ mà không quằn hết sức quằn thôi, trời mình để cho quằn đi dài dài mấy cái miếng đất khô bên đây rồi, để chừng nào có ếch mình quay cho cả nhà xem tiếp đó nha. Mình thấy con còn ếch nó nhầm cặp cái bờ đó, cái không biết cái nằm trong hang hay là ở ngoài đó không biết, hy vọng là mình nằm ở ngoài nha. À, nhảy ui, chạy rồi cả nhà, đó hốt ít cãi nha cả nhà. Quá đã, ếch cái cũng trọng. Này ca anh ta hát cao cơ quá trời, dài trong kia nữa, nhạc sống ưu tùm lum hết trơn cả nhà. Rồi để chừng nào gặp ếch mình quay cho cả nhà xem tiếp đó nha. Thấy tuôn trước con còn ếch đó nha cả nhà. Đang chuồng đi đây nè cái mùa hồng quá trời, phù hồng ít đực nè cả nhà. Đực vàng tươi đã. Miếng bên đây có nước chảy vô chút đỉnh, có mấy cái đường gò cả nhà, nước bên kia chảy qua. Thằng trước con còn hết nha cả nhà.
đây nè cả nhà. Đó. Ít đực nha cả nhà. Quá êm luôn. Không phải đằng trước này có con còn hay gì nữa nè. Chắc nhảy xuống cái đường nước rồi quá. Rồi xuống cái đường nước này cả nhà ơi. Hai nó ngồi chỗ này nè. Nhảy xuống đây à. Thiệt tình. Nhát hết sức nhát. Rồi dắt này mình cũng về luôn đó nha. Nó dắt này đèn người ta xuống cũng nhiều quá. Đèn này xuống nhóc vô nè. Lừ cái chứ. Thôi. Đó. Rồi, chắc này mình cũng về luôn cái nhà. Ui, con bơm nước có chút xíu mà đèn xuống quá trời luôn nè. Nó đèn rồi nè. Rồi, nè, nãy giờ mình soi được nhiêu đây nè. Quay cho nhà xem nha. Rồi cả nhà. Rết nói chung cũng đi dừa chứ cũng không được bự gì hung cả nha. Quay không được rõ hung nữa. Nó cả nhà. Đó. Vô đây chắc cũng được ký cả nhà. Rồi, mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Cả nhà xem clip mình thấy yêu thích thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Đó. Đó, quằn quá cả nhà. Thôi, về luôn.